Xin chào các bạn, mình tên là Thủy Thương. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Bizlink Corner, nơi mình ao ước lan tỏa niềm đam mê ngôn ngữ học. Chúng ta tiếp tục với phần còn lại trong chương số 9, WH Clauses của quyển Analyzing Sentences. Cảm ơn thầy Tạ Lê Minh Phước đã giúp mình vẽ các sơ đồ cây để chuẩn bị cho slide bài giảng này. Các bạn có cần nhớ, trong clip trước chúng ta đã điểm qua các chức năng khác nhau của một mệnh đề mà có chứa WH word. Trước tiên thì khi chúng ta có một câu hỏi WH, ta gọi đó là trường hợp WH clause xuất hiện trong mệnh đề chính. Và dĩ nhiên, một WH clause cũng có thể xuất hiện trong mệnh đề phụ, gồm có những trường hợp nhỏ sau đây. Thứ nhất, nó có thể là complement. Complement thì có nhiều trường hợp, tí nữa mình sẽ nói rõ hơn. Thứ hai, nó có thể là modifier. Như trong sách thì modifier, tác giả chia ra hai loại là sentence adverbial và agent adverbial. Ngoài ra, khi nó modify cho danh từ, ta có những mệnh đề quan hệ, có hai loại nhỏ là restrictive và non-restrictive. Đây cũng là dàn bài của chương số 9. Mình đã nói phần main clause rồi, hôm nay thì mình sẽ nói cho hết phần subordinate clause. Bây giờ mình cùng đến phần số 3, khi mà một WH clause nó xuất hiện ở trong mệnh đề phụ. Mình quan sát hai chức năng. Trước tiên chúng ta cùng quan sát là khi nó là một complement. Trong câu ví dụ sau đây. I wonder what they are cooking in the kitchen. Các bạn hãy quan sát cái phần ngoặc màu xanh. Ở đây có chứa một WH word. Nó là một WH clause, đúng không các bạn? Chức năng của nó là gì? Nó sẽ trả lời cho cái câu hỏi là bạn đang phân vân, đang tự hỏi về điều gì, đúng không? Như vậy thì nó sẽ là tân ngữ cho động từ wonder. Động từ wonder sẽ thuộc dạng là monotransitive verb. Rồi khi chúng ta vẽ cái sơ đồ cây, ngay chỗ vị trí NT là tân ngữ của động từ, các bạn sẽ chú thích nó là một S double bar. Mặc dù ở đây ta chỉ đảo có mỗi WH word ra trước, chỉ đảo mỗi what ra trước, chứ không có đảo trợ động từ là are. Nó không giống như trong câu hỏi. Câu hỏi sẽ là what are they cooking in the kitchen? Nhưng mà mình vẫn phải để hai cái tầng complementizer. Vẫn phải để cái comp 1 ở ngay chỗ đó, mặc dù bên dưới mình không ghi gì cả. Sau đó chúng ta xây lên cái S-bar. Và rồi S-bar này sẽ là sister của cái complementizer của từ what. Bên trên nữa sẽ có mother chung, đó là S-double-bar, S-2 gạch. Các bạn hãy thử vẽ sơ đồ cây cho câu này xem trước khi mình xem cái đáp án. Đáp án sẽ là như vậy. Chúng ta có một câu chẽ ra gồm có chủ ngữ và vị ngữ. Phần vị ngữ thì hồi nãy mình có nói động từ thuộc dạng monotrans và ở thì hiện tại, wonder. Sẽ có một tân ngữ là NP. Mình sẽ chú thích ra NP này là một S double bar. Một WH clause, trong đó ta có complementizer what đứng trước một S bar. Mặc dù không có đảo auxiliary verb, nhưng như mình nói lúc nãy, các bạn vẫn phải để comp ở trên cây. Xong rồi, comp này sẽ đứng trước thành phần S. Trong cái câu nhỏ này, ta lại chẻ ra chủ từ và động từ. Chủ từ là they, còn nguyên phần động từ là all cooking gì đó in the kitchen. Thì cái gì đó đó, cái what đã được đảo ra đằng trước rồi, các bạn vẫn phải để NP, để cái trace ở ngay đó để biết rằng đã có hiện tượng đảo ngữ. In the kitchen, về mặt cấu tạo nó là một prepositional phrase và về mặt chức năng nó là agent adverbial, đứng ngang hàng với VP2. Mình ở trên có một tầng nữa là VP1. Thêm một câu ví dụ nữa các bạn nhé. She was not sure whom she should nominate for the presidency. Với câu này thì ta thấy whom gì đó ở trong cái ngoặc màu nâu
nó sẽ đứng sau cái tính từ, và trong trường hợp này sẽ là complement cho tính từ. Tuy nhiên có một điều mình nói đi nói lại là ở trong sách không phân biệt giữa complement của tính từ với lại modifier của tính từ, cho nên trong sách thì chỉ có hai tầng là từ cái lexical level là A lên đến cái phrasal level là AP vậy thôi. Nhưng mà mình biết với nhau đây là complement chứ không phải là modifier của tính từ. Các bạn làm thêm một động tác nữa là xác định loại của động từ. Trong mệnh đề chính, was đứng trước tính từ, vậy đây chắc chắn phải thuộc dạng là intensive. Còn động từ ở trong mệnh đề phụ, nominate người nào đó cho vị trí nào đó, vậy thì ở đây nó có tân ngữ là người nào đó. Còn cho vị trí nào đó, đây không phải là tân ngữ gián tiếp, không giống như kiểu là buy a book for me, mà ở đây nó sẽ là một complex transitive verb group. Mình chiếu đáp án nha. Sơ đồ cây sẽ là như vậy. Một câu gồm có chủ từ NP đứng trước vị ngữ là VP. Trong phần vị ngữ, ta có động từ chính là was. Rồi ở hình thức phủ định not, đáng lẽ mình phải vẽ cái chữ not nằm hơi xé, was thì nằm ngay ở bên dưới V, past, rồi not nằm hơi xéo xéo, nó mới giống cái kiểu của tác giả. Xin lỗi các bạn. Sau đó, ta sẽ có thành phần AP là subject predicate. Sure về chuyện gì? Sẽ có nguyên thành phần S double bar là complement cho tính từ. S double bar này sẽ gồm có complementizer là whom đứng trước S một gạch. Chỗ complementizer thứ nhất thì để trống vì không có đảo cái trợ động từ hay là đảo modal verb ra ngoài. Câu nhỏ của mình sẽ tách ra NP đứng trước VP như hồi nãy mình nói. VP này sẽ có 3 thành phần là một cái complex verb group, rồi đến một cái NP. NP này các bạn nhớ để trống tại vì nó đã được đảo ra nằm ở vị trí comp số 2 là whom rồi. Còn PP for the presidency ở đây là object complement. Thêm một câu nữa. What I should wear in the severe winter in Rochester is my biggest concern. Lúc mình soạn câu này thì mình còn đang ở Việt Nam, còn bây giờ thì mình đang ở Rochester thiệt rồi. Trong câu này các bạn thấy phần ở trong ngoặc nó là chủ ngữ của câu, thì chủ ngữ nó sẽ có vai trò là complement cho động từ, cũng như động từ nó sẽ là complement cho chủ từ. Nó sẽ là two-way dependency như ở trong sách có nói đó các bạn. Vậy thì ta cũng lại tách cái cây ra gồm có chủ ngữ NP đứng trước VP là động từ. Chủ ngữ này thì mình ghi rõ ra nó thuộc dạng là WH clause S2 gạch. Sơ đồ cây sẽ là như vậy. Rồi S2 gạch này gồm có một comp là what đứng trước S1 gạch. Trong cái S1 gạch S bar, ta không có ghi gì ở chỗ complement nhưng ta vẫn phải để comp ở ngay đó. Comp đó sẽ đứng trước một sentence. Trong cấu trúc câu nhỏ của mệnh đề phụ này thì có chủ ngữ là I và thành phần động từ, thành phần vị ngữ là should wear cái gì đó in the civil winter in Rochester. Mặc dù chúng ta không có tân ngữ, nhưng mà mình biết là tân ngữ đã được đảo, tân ngữ chính là what đã được đảo ra đằng trước, nên vẫn phải để cái trace, để cái zero ở bên dưới NP. PP vào mùa đông khắc nghiệt ở Rochester là agent adverbial, trạng ngữ chỉ thời gian. Trong đó ta có cái giới từ in là head preposition. Complement của in là nguyên cái NP ở bên dưới. Ta lại tách NP này ra gồm có dead đứng trước nam. Dead của mình là một mạo từ là the. Nam này sẽ gồm có một nam nhỏ và được modify bởi một prepositional phrase là in Rochester. Nam nhỏ của mình sẽ là gồm severe đứng trước winter. Quay trở lại với phần vị ngữ của cấu trúc câu lớn trong mệnh đề chính thì is sẽ là intensive verb group và nó ở thì hiện tại. My biggest concern là subject predicate. Trong đó, my là determiner thuộc dạng possessive. Còn cái nam của mình là biggest concern
và biggest là một AP, A. Nó là modifier cho chữ concern. Cho nên là modifier thì mình khuyến khích các bạn xây thêm một tầng nam nữa để phân biệt với vị trí của complement. Vậy chúng ta vừa qua cái chức năng đầu tiên của một mệnh đề WH, đó là nó là complement. Complement thì có thể là complement cho động từ, có thể là complement cho tính từ, nó có thể là chủ ngữ ở trong câu. Giờ mình đến phần thứ hai, đó là khi nó là modifiers. Là modifiers thì sẽ có các kiểu như là adjunct adverbial hay là sentence adverbial. Các bạn quan sát các câu ví dụ. Lola merely smiled when I proposed marriage. Trong câu này, phần ngoặc màu xanh sẽ là trạng ngữ chỉ thời gian. Nó là trạng ngữ và bổ nghĩa cho động từ. Câu đó sẽ khác với cái câu when I proposed marriage, Lola merely smiled. Phần ngoặc màu xanh được tách khỏi cấu trúc câu lớn bằng một dấu phẩy. Đây không phải là một adjunct adverbial mà là sentence adverbial. Vậy thì khi mình vẽ ra cái vị trí của hai cái adverbial này sẽ khác nhau một chút, nhưng mà cả hai đều là một S double bar. Các bạn xem hai sơ đồ, hai công thức. Với trường hợp adjunct adverbial thì S double bar nó sẽ nằm ngang với VP nhỏ, mình có một tầng VP lớn ở trên. Còn với trường hợp sentence adverbial thì nó sẽ nằm ngang với S, rồi bên trên mình lại có một S, một cấu trúc câu. Các bạn thử vẽ hai câu này ra trước khi mình coi đáp án nha. Giờ mình sẽ chiếu đáp án. Lola merely smiled when I proposed marriage. Thì như hồi nãy mình nói, trước tiên ta sẽ vẽ S, sẽ gồm có NP rồi VP. Trong VP này thì mình sẽ tách cái thành phần VP merely smiled ra khỏi cái adjunct adverbial. Adjunct adverbial của mình là một S2 gạch S double bar, gồm có when đứng trước một cái S1 gạch, come vẫn để trống. Rồi đến cái S ở trong mệnh đề phụ, ta có chủ ngữ là I, rồi đến proposed marriage. Ở đây á, các bạn thấy sau cái proposed marriage, sau cái VP, mình có một cái, không biết nó là NP hay là PP hay là ADVP, nhưng mình biết chắc chắn phải có cái gì đó ở đó, tại vì nó đã được đảo ra, nó là when ở phía trước. Thí dụ như mình nói là I proposed marriage yesterday, thì yesterday đó các bạn phải ghi là một NP, đúng không? Hoặc là nếu I proposed marriage on Wednesday, thì on Wednesday đó nó sẽ là PP, đúng không? Tương tự như vậy, bây giờ mình sẽ đảo nguyên cái S double bar ra ở đầu khi mà mình có sentence adverbial. Rồi, mình lướt qua cây này, không có phân tích các bạn ha. Giờ chúng ta đến trường hợp cuối cùng. Khi một WH clause nó là modifier trong mệnh đề phụ thì nó còn có thể là mệnh đề quan hệ với hai loại là restrictive và non-restrictive. Restrictive relative clause, ví dụ như the students who work hard. Còn nếu là non-restrictive clause thì mình sẽ có dấu phẩy ngay ở phía sau cái danh từ chính. Who work hard được tách khỏi the students bởi dấu phẩy. Vậy thì quy ước của tác giả sẽ như thế nào để phân biệt hai loại mệnh đề quan hệ này? Các bạn xem nha. Với trường hợp đầu tiên, các bạn sẽ tách cái NP là the students, ví dụ như vậy, ra gồm cái determiner đứng trước nam. Và ở đây, mệnh đề quan hệ này là một modifier chứ không phải là một complement. Cho nên tác giả sẽ để nó vẽ ngang hàng với lại noun, chứ không phải đứng ngang với lại noun. Cái này thì mình biết rồi, cứ hệ là modifier của danh từ thì các bạn xây thêm một tầng noun nữa. Nhưng bây giờ làm sao để phân biệt với lại trường hợp non-restrictive clause? Tác giả đề xuất cách vẽ là
chúng ta xây thêm một tầng NP, nhớ nha, một tầng NP chứ không phải một tầng NaN. Vậy thì nó sẽ đứng ngang hàng với NP nhỏ, S hay gạch sẽ đứng ngang hàng với NP nhỏ. Các bạn thử vẽ hai cái cây này ra xem trước khi mình xem đáp án. Trong trường hợp restrictive relative clause thì who work hard nó sẽ là modifier cho NaN. Còn trong trường hợp the students who work hard, ý mình nói là non-restrictive relative clause, thì cái mệnh đề quan hệ đó sẽ là modifier cho cả cái noun phrase, chứ không phải chỉ cho cái noun mà thôi. Đây là sơ đồ của students who work hard. Như mình nói lúc nãy, các bạn sẽ vẽ một noun đứng ngang hàng với S double bar, rồi ở trên nữa lại có một noun lớn. Bây giờ trong S double bar này thì who đã được đảo ra rồi, cho nên ngay vị trí chủ ngữ NP mình sẽ để cái trace để kép như vậy. Bắt buộc phải để nha, không thể nào mà S rồi xuống liền VP được, phải có để. Còn nếu là mệnh đề quan hệ không giới hạn, mình sẽ cho S double bar này đứng ngang với là NP. Mình sẽ xây thêm một NP nữa rồi mới đến cái NP lớn trùm lên cả hai. Rồi, vậy là đã xong nội dung của clip này cũng như là của cả chương số 9. Hy vọng là bài giảng có ích cho các bạn. Mình thiết kế bài giảng dựa trên nội dung của quyển Analyzing Sentences. Mình sử dụng ấn bản 2 và ấn bản 4. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Bizling Corner. Các bạn đừng quên like, share và subscribe các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau.